Hello anh Nam, hôm lên cái xe tơ xanh GB đời 2015 nha anh em, 150. Xe này vỏ sau mòn 88G1263504 nha anh em. Lốc còn sơn zin nha anh em ha, không có nổ luôn. Combo có sơn lại, có hàng rồi đó. Máy đi. Bầm 7.000. Đèn nó không sáng đèn. Tập thể đứt bóng vậy nè. Đèn nó không sáng, nhanh thì cháy. À. Nhanh sao nó không gắn luôn à. Thì chỉ nó sáng thôi chứ nó không có chớp. Giá quá rẻ luôn nha nè, 20.500. Bán cho anh em xài. 24. Ồ cái này là đời đầu luôn á anh em. Cuối ha, cuối là 4 có nha anh em. Anh em tưởng nói không tưởng không có là ấy nha anh em. Có đó. Cuối là 4 nó vẫn có cái này nha anh em. Có những anh em mua sớm là người ta đặt trước. 20.500.000. Máy ok nè, nó có trùng nhẹ cái sinh cam luôn ha, cái tiếng hơi trùng nhẹ cam giống gì đó, máy ngon, giá thơm như nè, 20.500.000. Cho anh em về làm gì đó làm tùy thích luôn, đi đem chùm á là đôn đội độ rồi đó. Tiếng là dùng sinh cam nha, chứ không có gì đó. Cam cò nhẹ thôi. Hai 20.500.000 nha anh em ơi. Rồi, anh em nào cần này alo số điện thoại này.